Đây là chiếc bánh căn đầu tiên trong đời mà Toàn tự làm này. Wow. Toàn làm bánh căn thì khá thú vị, nhưng mà mình không ngờ là khi bánh chín rồi đến khâu ăn bánh thì ở cái vùng biển Bình Thuận này cũng khác lạ và nhiều công đoạn không tưởng tượng nổi đâu mọi người ạ. Nhưng mà trước khi ăn bánh theo cách của người Bình Thuận và tìm hiểu về bánh căn thì hãy cùng xem cảnh vật ở nơi đây có gì hay ho nhé. Tại bây giờ là gần 7 giờ sáng và mình đang có mặt tại cảng cá. Hãy cùng khám phá xem cảng cá buổi sáng thì có gì thú vị nhá. Phan Rí Cửa nằm ở phía nam huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Một trong những nơi đáng ghé thăm nhất ở đây chính là cảng cá với hơn 600 tàu thuyền tấp nập qua lại. Mỗi buổi sáng, thuyền từ biển nhẹ nhàng rẽ sóng tiến vào cảng cá, mang theo chiến lợi phẩm mà những người ngư dân đã cần mẫn thức đêm để đánh bắt ngoài biển từ tối hôm qua. Phía sau mình là những chiếc thuyền vừa mới cập bến và những người ngư dân đang dỡ cá từ trên thuyền để mang lên chợ bán. Cá từ những chiếc thuyền lớn sẽ được chia ra thành các thuyền nhỏ rồi lần lượt tiến lại gần chợ cá. Ở đây các thùng cá sẽ được người lao động vác lên chợ. Chưa kịp lên đến bờ thì những người buôn cá ở đây đã nhao nhao đặt chỗ để mua rồi. Có cãi cọ, có tranh giành, ồn á, nhưng mà cũng có cả sự dễ thương nữa. Những cô bán cá ở đây lúc thì đánh đá, khi lại rất là thân thiện và hiền từ nha. Ở cảng cá này thì cá rất là phong phú, đủ các kích thước hình thù, trong đó có những con rất là đẹp mắt như thế này. Vừa mỏng người, màu thì lại ánh hồng, ánh tím thì rất là huyền bí, được gọi là cá mó. Còn đây là một loại cá rất quen thuộc mà trước nay vào nhà hàng mình thường chỉ thấy khúc cá, chứ ít khi nhìn thấy cái con cá như thế này. Một chiếc mỏ siêu nhỏ. Wow, dài 4 ký tư ạ? 4 ký tư mọi người. Con cá thu này 4 ký tư. 4 ký tư là thuộc loại to hay là loại bình thường ạ? Nhỏ vừa. À loại nhỏ, 4 ký tư mà vẫn nhỏ các bạn. Cá thu 4 ký tư mà vẫn nhỏ. Nhỏ mà nó đã như thế này rồi. To nhất mà cô từng thấy là bao nhiêu? Wow, 19-20 ký. Việc mua bán ở cảng cá được thực hiện rất là nhanh. Điều này một phần vì lượng cá đánh bắt ngày càng khan hiếm. Tài nguyên thiên nhiên có hạn mà, nên là cung không đủ cầu. Người mua thì nhiều, cá thì ít. Phần vì mua bán nhanh để còn thực hiện cái bước tiếp theo trong khâu xử lý cá. Những chiếc máy nghiền đá ở cảng thực hiện hết công suất để có thể kịp thời cung cấp đá, giúp bảo quản cá, giữ nhiệt độ môi trường xung quanh cá thấp nhất để cá có thể giữ được độ tươi và ngăn quá trình phân hủy. Khi đi dọc bờ biển ở Phan Rí Cửa, chúng ta còn dễ dàng bắt gặp những người dân ở đây phơi cá, chẳng hạn như là những dàn cá chỉ vàng này. Nói chung là đến đây thì mình cảm nhận được rõ hơn cuộc sống của những người dân vùng biển miền Trung, những con người tần tảo chịu khó bất chấp nắng gió của biển khơi. Và cảm nhận được cuộc sống thật của họ chứ không màu mè hoa mỹ như ở các khu du lịch đâu nha. Ở vùng đất này vào buổi sáng, nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bánh căn. Thế nên là buổi sáng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những người mẹ, những người chị đang ngồi đổ bánh căn ở ven đường. Thế nhưng mà vào buổi tối thì có vẻ ít hơn. Và may mắn cho mình đã tìm được một nơi bán món này vào buổi tối. Quán bí ba. Quán bí ba. 180 quen chung. Cho những người chưa biết thì bánh căn là một loại bánh làm từ bột gạo xay và có hình dáng gần giống với bánh khọt ở các tỉnh phía Nam, nhưng mà cách làm lại hoàn toàn khác. Khuôn đúc bánh căn được làm từ đất nung. Khi đổ bánh ngoài bột gạo thì người ta còn cho thêm trứng để tạo độ béo và tăng hương vị cho món ăn. Thêm một điểm khác biệt nữa là bánh khọt thì thường được tráng một lớp dầu hoặc là mỡ bên dưới khuôn trước khi đổ bánh. Còn bánh căn thì lại khác, không dùng dầu ăn mà để chín tự nhiên trong khuôn. Chính vì thế bánh căn sẽ không bị dễ ngấy và váng dầu như là bánh khọt. Bây giờ em ngồi ở vị trí của chị em làm bánh căn, chị hướng dẫn em từng bước một nhá. Không đổ đầy đúng không? Đổ vơi vơi thôi đúng không? Bước thứ ba là chúng ta sẽ lấy nắp đậy lại. Bước tiếp theo là mở nắp bung ra. Ồ, không ngờ là cho vào cái bếp nó lâu thế mà phần bên dưới nó không bị cháy đen đâu. Vẫn ăn được. Có nhiều thông tin cho rằng món bánh căn có nguồn gốc từ người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Qua thời gian thì người Việt đã học hỏi và sáng tạo thêm nhiều cách mới làm cho món ăn này đặc sắc hơn. Cái tên gọi bánh căn cũng là điều khá là khó hiểu và không biết là có ý nghĩa gì. Nhưng mà dựa theo cái khuôn đúc bánh của người Chăm và lời họ nói thì tên gọi bánh căn là khi đúc bánh thì bánh sẽ nở căng tròn như là bầu sữa mẹ khi sinh con. Ở góc độ nào đó thì bánh căn cũng được xem là một món ăn đường phố bởi vì dụng cụ làm bánh chỉ gói gọn trong một gánh hàng. Một góc phố, hiên nhà nào đó mà đủ đặt gánh và vài ba bộ bàn ghế nữa là đủ thành quán bánh căn rồi. Khiên bánh căn ở Phan Rí Cửa, một vùng giáp biển thì chúng ta còn được thưởng thức những con tôm, miếng mực tươi giói được đánh bắt ngay tại vùng biển nơi đây. Một điểm khác biệt nữa là khi ăn bánh căn ở nơi đây cũng như là ăn ở khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận thì người ta sẽ thích ăn cùng với mắm chua ngọt hoặc là mắm cá. Ô cá này cá gì thì ăn cá chép.
Cá sẽ được nấu chín, đinh mềm trong nồi nước dùng. Khi ăn thì người bán sẽ vớt cá ra, cẩn thận lọc xương để lúc ăn sẽ không bị hóc. Đặc biệt là trẻ nhỏ vẫn ăn được. Khi mà gỡ cá xong rồi thì mình sẽ cho xoài, bào sợi và các nguyên liệu vào bát nước dùng. Cái đấy là cái gì? Tép mỡ. À tôi cứ tép mỡ, đúng rồi, tép mỡ. Cái này là xí mại nè, là xí mại đó. Rồi đây. À đó, phen sầu kỳ đúng lột rồi. Lột là để gì nhá? Nước chấm có cả thịt cá luôn. Đây, bỏ to đâu, đây, ăn bát. Bánh căn. Khi ăn bánh căn, nếu mà ăn không như mình ý, thì sẽ không bị ngấy. Bởi vì món này khá là healthy, không có dầu hay là mỡ động vật. Nguyên liệu cũng không tẩm ướp nên là khá là tươi và cảm nhận được cái hương vị thuần khiết của các nguyên liệu nhé. Tuy nhiên, chẳng ai ăn bánh căn như mình cả. Mà ăn theo cách của người dân ở đây là phải bỏ cái miếng bánh căn này vào bát của mình, cho thêm rau thơm vào, rồi chan nước dùng vào bát, trộn đều cho nước dùng và chiếc bánh căn hòa quyện hương vị lại với nhau rồi mới ăn. Như thế thì bánh căn mới đậm đà và không nhạt nhẽo. Ăn cũng ngon đấy. Nhưng mà với cảm nhận của cá nhân mình ý, thì ăn rất là nhanh ngán. Đặc biệt là bát nước dùng lại có thêm cái quả trứng đi vào nên là phải ăn cố mãi mới hết được. Cũng có thể là do mình là người kén ăn, ăn ít cũng nên. Bởi vì nhìn các bạn trẻ ở đây ăn thì ngon lành lắm. Các bạn ấy còn nhận ra mình trên TikTok và YouTube và bảo tích cực cái view cho mình nữa. Người gì đâu mà vừa xinh trai, đẹp gái lại dễ thương hết sức. À, bé Ba, tức là chị chủ quán bán bánh căn này, có nói với mình là muốn tìm bạn trai nha, mà thích bạn trai Tây cơ. Ôi trời ơi. Không biết là bé Ba đùa hay là thật, nhưng mà phải công nhận là bé Ba bán rất là rẻ nhá. Lúc tính tiền mà mình cũng giật mình, cả cái bàn ăn này chỉ có đúng 110.000. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhá. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Toàn Sâm để xem nhiều video về ẩm thực và sức khỏe. Bye bye.